Dân nào nghe đảng nữa con bò. Ở trên đất nước Việt Nam này này, có 97 triệu dân thì có khoảng trừ những người già, trẻ nhỏ đi, tính từng người từ 18 tuổi đổ lên ấy, nó ở trên 92, 93 triệu dân. Thì hầu hết những người dân đó người ta tuân thủ pháp luật, thì đồng nghĩa là tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Mà thấy cái bọn mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa ba sọc ở Mỹ hải ngoại nó nhục, ê nó nhục, tưởng sao thằng ba sọc theo dân chủ thì chửi ba sọc cộng hòa cộng sản, ba ba sọc cộng hòa chửi ba sọc dân chủ cộng sản, cộng sản có giá kinh mà đúng. Kết cuộc rồi là mấy anh ba ba sọc Việt Nam Cộng Hòa tính tính đằng ké phải không, tính đằng ké tổng thống Trump phải không, nhưng mà kết cuộc nó đâu có nhận đâu, nó đâu có cho, nó đuổi cổ ra ngoài, nó tống cổ ra ngoài, nó nhục ấy, nó nhục, nó cái kiếp mà là nô lệ, làm tay sai nô lệ là nó luôn luôn là nó như vậy à, cả đời ông đời cha rồi đời F một F hai rồi đó, nó nhục lắm, nó nhục lắm. Biết mà Dương Vy là các anh chị biết tại sao mà tổng thống Trung nó không dám tiếp cái bọn này, tại bọn này nó nghèo, tổng thống Trung nó sợ tới nó xin tiền. Mà tại sao tổng thống Trung nó về Việt Nam mà nó cầm cờ đỏ sao vàng không? Tại vì đâu Việt Nam nó giàu, tổng thống Trung nói cái là Việt Nam mà qua cái là ký cái xét ba mấy tỷ 40 tỷ mà mua dùm hàng, mua nào mà Boeing nào là máy bay nào là nông sản đâu, Việt Nam nó đẳng cấp tới chỗ đó gì đó. Hiểu không Dương Vy, hiểu không? Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, Việt Nam ngày hôm nay của chúng ta nó như là một cái cô gái gì phải không, một cái cô gái mặc áo dài đội chiếc nón lá, nó đẹp mà nó hồn nhiên mà nó ngây thơ mà nó đẹp như con cái con cắt cảnh gì đó phải không, con trong khi rồi cái đám Việt Nam Cộng Hòa làm sao cầm cờ đá đáo nhân quyền xong về ăn bị gói thấy không? Bây giờ các bạn thấy không nè, cả thế giới phải không nhìn về cô gái Việt Nam lúc nào cũng thả thính với cô gái Việt Nam, mà cô gái Việt Nam không bao giờ, cô gái Việt Nam chỉ là làm hình trái tim thế thôi, làm cho bao nhiêu anh chàng trên thế giới này là phải mong đợi và phải chờ đợi là cái sự đáp trả lại của cô gái Việt Nam. Nhưng mà cô gái Việt Nam không, chúng tôi yêu các bạn hết, yêu cộng đồng quốc tế, nhưng mà chúng tôi không bao giờ đến một cái người nào hết. Đó là gì? Đó là cái giá của người phụ nữ Việt Nam đó. Nó cao vời vợi thế thôi. Cho nên cái đám ba sọc thì nó cầm cờ là ủng hộ tổng thống Trump, tính sao phải, tính chụp vô hình bắt đầu lên trên mạng Facebook, lên trên mấy cái đài gọi là phản động ở nước ngoài đó, bắt đầu tung tin xạo tổng thống Trump là sẽ là giúp cho Việt Nam cộng hòa phục quốc hay là này quốc quốc hay là gì nọ đó. Rồi rồi thằng tổng thống Trump nó quá hiểu mấy cái trò lưu manh này rồi, thấy không? Cho nên cuối cùng sao không, chúng đâu có tiếp đâu, đâu có tiếp. Bây giờ nghĩ sao vậy? Ông mà Việt Nam thôi, không cái Việt Nam rồi, ta năn nỉ Việt Nam cái rồi sách 30 mấy tỷ đô la tới rồi vài chục tỷ đó, nó mua hàng cho nước Mỹ, ủng hộ cho nước Mỹ. À, còn cái đám Việt Nam Cộng Hòa, tụi bay không có đất mà không có dân mà không có tiền nữa, toàn là có mì gói không phải đi nhận trợ cấp nữa. Tại sao ta phải đứng đây chụp hình với tụi bay? Nó nhục quá là nó nhục kinh hồn không, nhục quá, nhục với chơi Duy Huy nhục không, cảm thấy nhục không, quá là nhục đó. Cho nên bọn này đó, nó có kêu gào, biết tại sao mà bọn nó hay lên những cái diễn đàn nó kêu gào không, chúng ta phải hiểu như thế này nè, chúng nó đã chết 45 năm nay rồi mà tụi nó không kêu gào thì không ai còn để ý đến chúng nó nữa, cho nên vì đó là chúng nó phải cố gắng kêu gào để cho mọi người nghĩ rằng chúng nó đang còn sống, nhưng mà thật chất đó, nó chỉ là một cái thây ma thôi, thây ma thôi. Lúc nào nó cũng cáo rằng Việt Nam sao nghèo quá, nghèo cái mà lũ lụt cái hô cái tiếng sơ thôi nha, sơ thôi, nội mà Thủy Tiên sơ không là 105 tỷ rồi. Chú nhắc đến Thủy Tiên thì cháu cũng xin chia sẻ với mọi người rằng việc Thủy Tiên kêu gọi mà mọi người quyên góp ủng hộ cho Thủy Tiên để Thủy Tiên đi cứu trợ đồng bào ở miền Trung với số tiền trên 100 tỷ như vậy, thì Thủy Tiên đi làm
Và trong cái thời gian tới, đúng chiếu theo cái nghị định 64 của chính phủ ấy, thì việc mà Thủy Tiên đi đến cứu trợ ở khu vực địa phương nào, tỉnh nào ấy, thì cái việc đó Thủy Tiên đi, nhưng mà ở đây này, nhiều người không biết là Thủy Tiên đã liên lạc với, có nghĩa là người luật sư của Thủy Tiên ấy, đã liên lạc làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các địa phương của các tỉnh rồi, thì Thủy Tiên mới xuống đó trao quà để cho người ta có cái ăn, cái mặc, cái uống ngay trước đang dịch, đang đang lũ lụt như vậy. Thì nhiều người kể cả đài RFA viết bài xuyên tạc về Thủy Tiên, đang dọa lắm những người đang chuẩn bị thực hiện cái việc mà đi làm từ thiện. Đối với các tổ chức cá nhân đó, đi làm từ thiện ở huyện hay xã nào, người ta đều thông qua ủy ban xã, và ủy ban xã ở đây đại diện là ai? Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, người ta sẽ hướng dẫn và sẽ có danh sách cụ thể đến các thôn bản, thì ở đó có trưởng thôn hay là trưởng ấp ấy, người ta sẽ đưa những đoàn từ thiện đó đến trao quà tận nơi, chứ không phải như bọn nó nói chúng ta. Cái nghị định 64 là nó nhằm khống chế một số thành phần lợi dụng cái việc từ thiện này để trục lợi cá nhân, nhưng mà việc Thủy Nói Tiên đã công chung khai minh bạch như vậy thì đúng theo quy định. để chú nói thì nói chung là cái bọn dân chủ cùi hay là cái bọn phản động ở hải ngoại, tại vì đâu có ai tin chúng nó mà đưa tiền cho bọn nó đâu. Nội mà cộng đồng ở Việt Nam ở tại Hải Nội, người Việt ở tại hải ngoại ta không tin tụi nó là làm gì luôn. Cho nên vì chúng nó, mà tại sao chúng nó thấy được là một lúc nào nó cũng rêu rao là ngà người dân Việt Nam rất nghèo, nhưng mà nó thấy một cái số tiền quá khổng lồ mà cuộc đời của tụi nó chưa bao giờ, cái chế độ tụi nó chưa bao giờ nghĩ tới được kiếm được như vậy. Cho nên vì cái chỗ đó mà chúng nó phải kêu gào xuyên tạc, nó xuyên tạc là của cái bọn bao que. Cho nên chúng ta phải vững một cái niềm tin, phải vững cái niềm tin. Đúng không? Người ta nói là nhà nước nói mà, sông có thể cạn, nước có, núi có thể mòn, nhưng mà sông chân lý ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Cái lòng tin của người dân á, người ta đặt vào đúng đúng nơi và đúng chỗ, chứ không phải cái bọn ba que. Bọn que nó nói đâu ai tin đâu, đúng không? Đâu bao giờ tin đâu. Không phải 45 năm khi mà bọn nó lưu vong ra nước ngoài, mà trước đây cái nền đệ nhất về Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, nó đâu ai tin đâu. Đó. Vì người dân không tin cho nên người dân mới là đánh đổ đó, cái chế độ đó. Và kể cả người Mỹ họ cũng không tin, đúng không? Tại sao họ không tin? Người Mỹ họ đã đổ bao nhiêu viện trợ vũ khí tiền bạc để nuôi cái đội quân, là cái đội quân lính đánh thuê Việt Nam Cộng Hòa, mà trong khi đó cái bọn tướng tá nó còn lấy súng, lấy đạn, nó lấy nhiên liệu, nó bán lại cho cộng sản. Mà ngày hôm nay nó thua thì bắt đầu nó cào mặt, nó bắt đền lịch sử, nó bắt đền người Mỹ, nó bảo là tại người Mỹ bỏ rơi nó khốn nạn ở chỗ đó. Hiểu nó không? Hiểu chưa? Đấy, nó vậy thôi. Cho nên cái bản chất của cái loại ba sọc à, là cái bản chất là không có người, là không có tổ quốc, không có quê hương. Đó. Cái bản chất là loại là ô sin, bản chất là gọi là ô sin nữa. Không lẽ bây giờ một thằng tổng thống Mỹ mà nó đứng đi chụp hình là thằng ô sin, nó mắc giá trị, ít ra nó phải chụp hình với tổng thống, là thủ tướng Việt Nam, tổng bí thư Việt Nam, tại vì Việt Nam là một nước của nền độc lập, không có lá cờ tung bay phất phới trên tất cả là các nước, có chân trong cái là Liên Hợp Quốc, nó mới xứng một cái tầm. Chứ còn cái đám ba que mà ai cái cờ mà đá cái cờ mẹ nó vừa xấu mà người thì nó thôi, nó không ra cái gì nữa. Cho nên chúng nó không hiểu như thế này nè, mình phải hiểu là cái thân phận của mình là cái thân phận ô sin, còn cái thằng kia đó thằng chủ. Mà bây giờ thằng chủ làm sao mà nó, một thằng ô sin làm gì có tư cách mà đứng chụp hình với thằng chủ. Cho nên thằng thống chủ nó tao phải đứng chụp hình với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đứng chụp hình với là tất cả người dân Việt Nam, ít ra là họ có tổ quốc, đúng không? Còn bọn bay là cái bọn lưu dân, mày nghĩ sao vậy? Tụi bay nghĩ sao hả? Thôi đi về đi, đi về tao cho mày gói. Đó, cuối cùng sao xách cờ về. Đấy, bữa này tháng bữa nay tụi nó, bọn nó đâu có còn cái mà ủng hộ tổng thống chung rồi hai bên nó chửi nhau đâu, bể mặt hết rồi, đúng không? Đấy.
Nên chúng nó lúc nào cũng kêu gào, ô Việt Nam nghèo quá, tội thương quá, chúng tôi là phải lật đổ cộng sản để dân già, rồi mà hôn tiếng cái nội mà một cô ca sĩ hôn tiếng có 100 tỷ rồi, chưa kể Trấn Thành, chưa kể với người khác, chưa kể những tổ chức khác mà nghèo cái mã cha tụi quay, chứ nghèo nghèo mà mày nó ăn tôm hùm hải sản, mà nghèo mà con gái Việt Nam bây giờ nó cao thứ sáu thứ bảy không, mà da nó trắng, nó đi tắm trắng à, mấy thằng Nam này cái lỗi là gì, ngu, vừa ngu mà vừa lì nữa. Thế thôi mình xuống nha, người khác lên đây. Mình lên là mình chỉ là chỉ có như vậy thôi, mình chỉ đồng là phải là đối với lộ ma sập là phải như vậy thôi. Ok mình xuống nha. ý. Lúc nãy á, Dương Vi hôm qua tức là vào 19 giờ, Dương Vi hôm qua nhà của thằng cầm đầu Ngọc Đức, ở trong đó có nhiều thành phần phản động với cái đám dân chủ cuội trong nước đó. Nó nói bảo là chính phủ từ trước giờ đã hỗ trợ gì được cho bà con ở miền Trung chưa, đã làm gì chưa, đủ các loại hết, nhưng mà thực tế bọn nó làm được cái gì? Đang ngồi kêu gọi đóng góp ủng hộ từng lọ dầu gió. Dương Vi hỏi và thế ủng hộ được bao nhiêu rồi, bảo chưa, bây giờ mới thực hiện.